kết quả sổ số miền Nam sổ số miền Nam hôm nay ngày 1 tháng 12. Kỳ quay mở thưởng của ba đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Cập nhật kết quả sổ số miền Nam hôm nay 1 tháng 12. Kết quả sổ số miền Nam sổ số miền Nam hôm nay ngày 1 tháng 12. Kỳ quay mở thưởng của ba đài sổ số kiến thiết gồm Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Kết quả kỳ này được công bố lần lượt như sau. Kết quả sổ số Bến Tre. Giải 8 với kết quả 1. Giải 7 có kết quả là 580

58.309. Giải nhì gồm có 39.991. Giải nhất bao gồm các số 5.698. Giải đặc biệt 357.945. Cơ cấu giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng được áp dụng chung cho cả ba đài thuộc ba tỉnh như trên. Trong đó, giải đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng và chỉ có một giải duy nhất. Giải nhất trúng 30 triệu đồng mỗi giải, số lượng 10 giải. Giải nhì nhận 15 triệu đồng cũng với 10 giải thưởng. Giải 30 triệu có 20 giải. Giải tư gồm có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng. Giải 5 có 100 giải với 1 triệu đồng mỗi giải. Giải 6 có giá trị 400.000 đồng với 300 giải. Giải 7 thưởng 200.000 đồng có đến 1.000 giải. Giải 8 trúng 100.000 đồng với 10.000 giải. Kết quả sổ số miền Nam sổ số miền Nam hôm nay ngày 1 tháng 12. Kỳ quay mở thưởng của ba đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Giải phụ dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với kết quả giải đặc biệt. Mỗi giải trúng 50 triệu đồng, có 9 giải. Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, chỉ sai duy nhất một số bất kỳ ở hàng của năm số còn lại so với kết quả giải đặc biệt sẽ nhận được 6 triệu đồng với 45 giải thưởng. Trường hợp vé dự thưởng nào có kết quả trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì sẽ trúng được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm com vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.